Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chanh vàng. Tại các nước thuộc châu Á có khí hậu nhiệt đới, cây chanh vàng là một trong những loại cây được trồng nhiều ở các vùng này, còn có thể gọi là chanh vỏ vàng. Quả chanh có tính chua vì nó có chứa nhiều hàm lượng vitamin C, ngoài ra còn có nhiều kali và folate. Quả hình bầu dục, có vỏ màu vàng tươi. Chanh được dùng nhiều để chế biến thực phẩm trong các món ăn hàng ngày nhờ hàm lượng axit citric có trong chanh chiếm khoảng 5-6%. Chính vì vậy nó là một thứ gia vị không thể thiếu được trong các bữa ăn, trong cuộc sống hàng ngày. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu thành phần dinh dưỡng trong một quả chanh vàng. Quả chanh vàng là thực phẩm được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của nhiều gia đình Việt vì nó chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng lớn đối với sức khỏe con người. Trong chanh vàng có chứa carbon hydrate là một thành phần được cấu tạo nên từ đường và chất xơ. Chất xơ chủ yếu có chứa trong chanh là pectin, chất này có thể sử dụng để hạ đường huyết một cách hiệu quả nhất. Trong chanh vàng có chứa thành phần chính là vitamin C, không những thế còn chứa nhiều chất khác như kali, B6, một trong những chất cần thiết đối với cơ thể người. Bên cạnh đó là những hợp chất có lợi cho sức khỏe có trong quả chanh vàng bạn cũng không nên bỏ qua. Là hàm lượng chất axit citric, thành phần chính ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả nhất. Lợi ích của trái chanh vàng với sức khỏe con người, bạn có thể biến tấu nhiều cách sử dụng trái chanh vàng trong cuộc sống hàng ngày để có một sức khỏe dẻo dai nhất. Đầu tiên, chanh vàng giúp giảm nguy cơ đột quỵ, nguyên nhân chủ yếu do các cục máu đông ngăn chặn dòng chảy của máu đến não. Theo các chuyên gia sức khỏe, nếu sử dụng nước chanh vàng nhiều sẽ làm tình trạng đột quỵ cao, đặc biệt là đối với nữ giới, tình trạng tim mạch giảm 19% so với những người không thường xuyên sử dụng nước chanh vàng. Sở dĩ nước chanh vàng giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ là do trong thành phần của chanh có chứa hàm lượng lớn flavonoid, một chất giúp cơ thể chống lại các vấn đề liên quan đến tim mạch. Chanh vàng giúp cải thiện làn da như các bạn đã biết. Khi làn da trong quá trình tái tạo thì việc sản sinh collagen giúp phục hồi sắc tố da. Trong quá trình hình thành collagen để hỗ trợ phục hồi các sắc tố da thì vitamin C đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, giúp da có thể chống lại các tổn thương do tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, từ đó làm giảm các sắc tố melanin giúp cải thiện làn da rõ rệt. Chanh vàng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Với hàm lượng vitamin C sẵn có, chanh vàng giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp chống lại các vi trùng là những nguyên nhân dẫn đến cảm lạnh và cúm mùa. Một quả chanh vàng kèm một ly nước nóng, thêm thìa mật ong giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại các tác nhân gây cảm cúm cực kỳ hiệu quả. Ngoài các tác dụng vô cùng tuyệt vời là tốt cho sức khỏe thì chanh vàng cũng là một thành phần không thể thiếu trong các món ăn vô cùng hấp dẫn. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu một món ăn vô cùng ngon và dễ dàng thực hiện tại nhà, đó là mứt vỏ chanh vàng. Đầu tiên sơ chế và làm sạch vỏ chanh. Chanh vàng bạn rửa sạch, ngâm trong nước ấm 3-5 phút để loại bỏ đi lớp sáp bên ngoài rồi vớt ra để ráo. Dùng 15g muối trà lên lớp vỏ chanh để loại bỏ các chất bảo vệ thực vật hoặc bụi bẩn, sau đó rửa lại với nước sạch. Tiếp tục làm sạch vỏ chanh với 15g baking soda rồi rửa lại lần nữa với nước sạch, lau khô vỏ chanh. Tiếp theo dùng dao cắt dọc quả chanh vàng làm tư, nhẹ nhàng bóc phần bỏ khỏi các múi chanh. Thái vỏ chanh dọc theo chiều dài vỏ, mỗi sợi dày khoảng 1cm. Đun sôi 1 lít nước trong nồi. Khi nước bắt đầu sôi thì cho vỏ chanh thái sợi vào luộc trong 3-5 phút rồi vớt ra cho vào tô nước lạnh. Thực hiện bước này 1-2 lần để loại bỏ vị đắng trong vỏ chanh. Vỏ chanh bạn ngâm trong nước lạnh vớt ra, bạn để cho ráo rồi cho vào tô sạch cùng 160g đường cát và 20g mật ong, trộn đều. Bọc kín tô và để yên trong 5-6 tiếng để đường chảy ra. Sau 5-6 tiếng, bạn cho thêm vào tô một muỗng cà phê nước cốt chanh rồi trộn đều. Bắc nồi lên bếp và bật lửa vừa, cho phần vỏ chanh và nước đường vào nồi nấu trong 30 phút. Khi phần nước đường đã bắt đầu cạn dần và keo lại, bạn chỉnh lửa xuống mức nhỏ và đảo mứt liên tục trong khoảng 15 phút cho đến khi mứt dẻo và trong lại thì tắt bếp. Làm lượt xếp mứt đã được xên lên khay có khe hở để hong khô mứt. Chờ khi mứt đã ráo nước đường, bạn phủ áo một lớp đường bằng 50g đường hạt mịn bên ngoài rồi cho vào lọ kín, có thể dùng trong 11. Chanh vàng còn có thể pha thành nước uống chanh vàng mật ong. Bước 1 sơ chế nguyên liệu. Chanh bạn rửa sạch với nước, muối và cắt thành từng lát mỏng. Tiếp theo, bạn đóng nắp lại và cho vào tủ lạnh trong 7 ngày. Sau 7 ngày, bạn lấy chanh, gừng, mật ong ra và thưởng thức. Bạn có thể dùng cùng với trà hoặc nước ấm nhé. Cuối cùng chúng ta có thành phẩm là nước chanh, gừng, mật ong, là món uống thơm ngon với vị chua của chanh, vị cay cay của gừng và vị ngọt đậm đà của mật ong. Uống chanh, gừng, mật ong mỗi ngày sẽ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn. Chanh, gừng và mật ong khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra món uống thơm ngon và rất tốt cho sức khỏe. Theo dược sĩ Nguyễn Thị Thủy Trang, chanh, gừng, mật ong giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Trên thị trường có rất nhiều nơi bán chanh vàng kém chất lượng. Hôm nay chúng tôi giới thiệu một nơi bán sản phẩm chất lượng, đó là Nông sản Dũng Hà. Bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại 1900986865 hoặc web nông sản Dũng Hà để biết thêm chi tiết.
hãy subscribe Nông Sản Dũng Hà để biết thêm chi tiết.